xin chia sẻ các bạn một loại cháo giúp cho cải thiện được chức năng sinh lý của nam giới và bồi bổ chức năng thận của bạn tốt hơn. Thông thường sẽ dùng trong những trường hợp bệnh nhân bị đau lưng mỏi gối lên, người mệt mỏi này, mất ngủ và người gầy xanh xao đều có thể dùng loại cháo này để giúp tăng cường. Mọi người chuẩn bị giúp tôi là 10g kỳ tử này, 10g táo đỏ, 10g hạt sen và 10g hoài sơn. Vì trong dân gian thì hoài sơn chính là các củ mài mà mình có thể tìm được rất nhiều trong dân gian trên rừng núi hoặc là có thể mua trực tiếp ở các vùng chợ miền núi. Mình có thể dùng khoảng 2 đến 3 lạng gạo nếp nấu kỹ nhuyễn với các vị thuốc tôi vừa kể trên ấy. Khi mà cái loại cháo này mà được sử dụng trong thời gian dài thì bạn thấy được hiệu quả giúp cơ thể tăng cường sức khỏe này, giấc ăn ngủ tốt hơn này, cộng với là chức năng xử lý được cải thiện dần dần. Ngoài sử dụng loại cháo như tôi vừa chia sẻ ở trên ấy, thì nhà thuốc tôi đang có cái loại thuốc là đại bổ thận dùng để tăng cường chức năng thận này, bồi bổ chức năng gan thận, lưu thông khí huyết và nuôi dưỡng thận tốt hơn, giúp cho giải quyết các bệnh lý về đau lưng mỏi gối hay là mất ngủ suy nhược, sinh lý suy giảm ham muốn hoặc là giảm khả năng cương cứng, đều có sử dụng một loại thuốc này để giúp tăng cường sức khỏe và đảm bảo hơn được cho cuộc sống của bạn.